Thưa quý vị, muốn xác định bất động sản và nguồn gốc ra sao thì phải định danh được số nhà và định danh chủ tài sản của các bất động sản đó. Do đó định danh số nhà, số căn hộ sẽ giúp minh bạch được chủ tài sản có được bao nhiêu bất động sản, địa chỉ nhà ở, số căn hộ. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an vừa ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thúc đẩy triển khai đề án 06 và phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, Bộ Công an đang tham mưu giải pháp minh bạch thị trường bất động sản thông qua kế hoạch định danh số nhà. Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Bàn luận về vấn đề này thì hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, xin chào quý vị khán giả của truyền hình kỹ thuật số VTC. Vâng, thưa luật sư, minh bạch thị trường bất động sản thông qua kế hoạch định danh số nhà ngay lập tức nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Vậy ông nghĩ sao về nội dung này ạ? Tôi cho rằng là cái việc mà thực hiện đề án 06 chuyển đổi số quốc gia thì cái việc thực hiện là số hóa các cái thông tin trong các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực bất động sản là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên cái việc mà định danh biển số nhà là cái thông tin rất là mới. Chính vì vậy là cái căn cứ vào cái tiếp cận thông tin của từng người, thứ hai nữa là cái quan điểm của từng người khác nhau, cho nên là cái quan điểm khác nhau về cái quy định mới này là câu chuyện là cũng dễ hiểu. Dạ vâng, việc định danh số nhà và số căn hộ được cho là sẽ giúp minh bạch trong cái việc xác định chủ tài sản có bao nhiêu bất động sản, cũng như là dễ dàng hơn cho bưu điện cũng như chuyển phát nhanh mỗi khi cần giao hàng. Ông nghĩ thế nào về cái mục đích này ạ? Tôi cho rằng là cái việc định danh biển số nhà thì nó sẽ phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, chứ không chỉ là mục đích để giao hàng. Bởi vì thực tế thì là xu hướng hiện nay thì cái việc giao hàng là một cái công việc diễn ra khá là phổ biến trong đời sống xã hội. Nhưng mà không phải là ai là chủ sở hữu bất động sản thì cũng là người quản lý cái bất động sản đó. Có thể người ta cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ. Chính vì vậy là nếu cái người giao hàng mà cứ liên hệ với chủ sở hữu bất động sản thì tôi cho rằng là sẽ không hiệu quả. Mà thực tế thì cái việc giao hàng thường là sẽ có sự kết nối trước thông qua điện thoại, chứ không phải thông qua cái chủ sở hữu bất động sản. Vâng ạ, có thể nói là đấy chỉ là một cái phần nguyên nhân rất là phụ cho cái việc định danh số nhà được đưa ra thôi, đúng không ạ? Một điều được nhiều người quan tâm đó là việc định danh số nhà. Nó có liên quan đến cái việc xác minh là cá nhân đó có bao nhiêu bất động sản. Thì việc này có khả thi hay không khi mà hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể nhờ một người khác đứng tên cái bất động sản đó hộ chúng ta? Việc định danh số nhà thì thực ra vẫn là câu chuyện đề xuất. Còn ở đây để xác định xem là cái nội dung định danh như thế nào, định danh ở đây định danh chủ sở hữu hay là người đang trực tiếp quản lý sử dụng, thì đó là cái câu chuyện mà cần phải bàn kỹ khi mà tổ chức thực hiện cái chương trình này. Thế còn với cái câu chuyện là đứng tên nhờ, đứng tên hộ thì ở Việt Nam là tương đối là xảy ra nhiều, thậm chí là phổ biến. Cho nên là để nếu mà chúng ta xác định là cái nhà đứng tên ai thì chưa chắc cái người đó đã là chủ sở hữu thực sự khi mà chúng ta chưa quản lý tốt cái vấn đề đứng tên hộ, đứng tên dùng. Chính vì vậy là cái việc định danh biển số nhà không phải là cái căn cứ duy nhất để xác định là cái chủ sở hữu thực sự của ngôi nhà đó là ai. Vâng ạ, còn một vấn đề nữa mà có rất nhiều người quan tâm khi biết được cái việc sắp có cái việc định danh này, đó là họ lo lắng khi mà số nhà được định danh thì có thể lộ thông tin cá nhân cũng như là số tài sản mà chúng ta đang sở hữu. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư trong cuộc sống của mỗi người. Ông nghĩ sao về vấn đề này ạ? Thực ra thì cái việc sở hữu bao nhiêu tài sản đó là quyền của công dân. Pháp luật khuyến khích công dân là được sở có thể tạo ra nhiều của cải vật chất, sở hữu nhiều tài sản, không hạn chế cái số lượng. Và thứ hai nữa là phải nói rằng là bất động sản là tài sản có đăng ký quyền sở hữu. Nếu chúng ta không thực hiện cái việc này thì cũng đã có cơ quan chức năng, ở đây là cơ quan tài nguyên và môi trường, sẽ là cơ quan thống kê, cấp giấy, quản lý đối với đất đai, đối với nhà ở. Chính vì vậy là ai có bao nhiêu tài sản mà tài sản đó có hợp pháp không là do các cơ quan chức năng về quản lý đất đai, quản lý nhà ở thì họ đã có số liệu rồi. Còn cái số liệu đấy có được số hóa hay không, lộ trình như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể. Thế còn ở đây thì những cái thông tin trên thẻ căn cước công dân mà dữ liệu quốc gia về dân cư dùng chung có thể sau này sẽ liên thông với các cái ngành lĩnh vực, thì trong cái căn cước đó cũng đã có địa chỉ của cái người từng công dân một rồi.
Cho nên là tôi cho rằng là căn cứ vào địa chỉ đó thì cơ quan chức năng cũng như là các cái giao dịch dân sự kinh tế thì họ sẽ liên hệ qua cái đó để tìm kiếm. Thế còn thì nếu mà nối bất động sản thì đã có những cơ quan chuyên trách về quản lý bất động sản rồi. Vâng ạ, có thể nói là cái việc mà lộ lọt thông tin hay không, chúng ta còn tùy thuộc vào các cơ quan chức năng xây dựng cái an toàn về thông tin như thế nào. Bởi vì cái việc định danh số nhà hiện nay vẫn chỉ còn là đề xuất thôi, cũng chưa đưa vào thực tế đúng không ạ? Vâng, cái việc lộ lọt thông tin trong môi trường số hiện nay là cái điều đáng lo ngại của rất nhiều người. Cho nên là khi mà cập nhật các thông tin dữ liệu về hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư thì các cơ quan chức năng cũng cân nhắc là dữ liệu nào nên cập nhật, dữ liệu nào thì có phải có lộ trình. Vấn đề thứ hai nữa là phải có những biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân khi mà những cái dữ liệu đó được cập nhật và được sử dụng chung liên thông giữa các cái cơ quan đơn vị liên quan. Vâng ạ, gần đây thì chúng ta đã định danh biển số xe. Vậy theo ông thì định danh số nhà sẽ có những điều gì khác biệt và phức tạp hơn so với định danh biển số xe ạ? Tôi nghĩ rằng là định danh biển số xe là một câu chuyện nó không quá phức tạp. Bởi vì là không phải ai cũng sở hữu xe. Và cái số lượng một người sở hữu nhiều xe là không nhiều. Và thứ hai nữa là cái việc xe chính chủ là chúng ta đã có lộ trình và đã thực hiện tương đối dài, thời gian dài rồi. Thì đến nay chúng ta định danh biển số xe là không khó khăn nhiều. Tuy nhiên định danh biển số nhà sẽ là rất khó khăn. Rất khó khăn ở chỗ là thứ nhất là có rất nhiều bất động sản là chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Vậy không được cấp giấy chứng nhận thì không thể định danh được nó là của ai. Vấn đề thứ hai nữa là cái chuyện đứng tên hộ, đứng tên dùm nó xảy ra vẫn còn phổ biến trong xã hội. Cho nên là việc xác định người này đứng tên chưa chắc đã là chủ sở hữu thực sự. Vấn đề thứ ba nữa là cái việc định danh như vậy thì một người có thể người ta sở hữu nhiều bất động sản. Vậy định danh như thế nếu mà chỉ để chuyển hàng, chuyển bưu kiện thì sẽ chuyển đến đâu trong số các bất động sản đó. Với nữa là những nhà mặt phố, phần lớn là nhà mặt phố là người ta cho thuê, thậm chí có những người có một cái bất động sản họ cũng cho thuê và họ đi thuê chỗ khác để ở cho nó tiện hơn. Chính vì vậy là nếu mà định danh chỉ để tìm kiếm cái chủ, cái sở hữu cái bất động sản đó để giao hàng, giao bưu kiện thì tôi cho rằng là nó chưa phát huy được hết cái giá trị, cái mục đích của cái việc định danh bất động sản. Vâng, và trong những cái phần trao đổi của chúng ta cho đến bây giờ thì cái mục đích mà để giao hàng nó thuận tiện hơn dường như cũng không có cách nào để trở thành một cái mục đích chính cho cái việc định danh số nhà đúng không ạ? Vâng, tôi cho rằng là cái việc giao hàng thì hiện nay thì thông thường cái người giao, người nhận sẽ liên hệ trước qua điện thoại. Vâng. Và cái người giao hàng sẽ cung cấp thông tin nơi nhận hàng. Và nơi nhận hàng ấy có thể là nơi kinh doanh, nơi ở hoặc thậm chí là nơi công cộng hoặc là nơi làm việc. Cho nên là cái việc nơi giao hàng nó sẽ rất linh động. Vấn đề thứ hai nữa là cái chủ sở hữu bất động sản thì phần lớn sẽ là không phải là người nhận hàng. Mà người nhận hàng là người đi thuê, đi ở nhờ hoặc là cái người mà được giao nhiệm vụ chuyên để nhận hàng. Chính vì vậy tôi cho rằng là để định danh bất động sản để phục vụ cho mục đích nhận hàng thì đó chỉ là mục đích rất phụ, rất nhỏ trong số các mục đích. Còn nếu mà để mà quản lý xem mỗi người có bao nhiêu tài sản thì đã có cơ quan chức năng quản lý rồi, đó là cơ quan tài nguyên môi trường. Chúng ta số hóa cái thâu dữ liệu đó là được. Thế còn việc cập nhật hay không thì chúng ta cần tính toán và cần có lộ trình thích hợp. Vâng ạ. Ngoài ra thì cũng có nhiều điều mà dư luận băn khoăn, ví dụ như là nơi cư trú đó có thời hạn cố định không lâu dài như là chung cư chẳng hạn. Việc định danh thì nên thực hiện như thế nào? Và các quy định liên quan đến quyền sử dụng đất như luật nhà ở hay là luật đất đai thì các quy định liên quan về quyền sở hữu bất động sản liệu có cần phải thay đổi hay không ạ? Bất động sản là tài sản có đăng ký quyền sở hữu và có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Tuy nhiên cái việc quản lý thuộc lĩnh vực nào, thuộc lĩnh vực là quản lý về dữ liệu dân cư hay quản lý về tài nguyên môi trường hay là quản lý về dân số, về bất động sản, về nhà ở thì đó là cái câu chuyện. Bất động sản nó liên quan đến rất nhiều các ngành, lĩnh vực pháp luật, liên quan đến nhiều lĩnh vực luật. Chính vì vậy là khi chúng ta thực hiện cái việc minh bạch thị trường bất động sản thì tôi cho rằng là có hai vấn đề cần phải minh bạch và người dân quan tâm và tác động nhiều đến xã hội. Đó là minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thứ hai minh bạch về giá đất. Hai cái đó là quan trọng. Chứ còn thì cái mảnh đất đó là của ai, ngôi nhà đó là của ai thì đã có các cơ quan quản lý từ địa phương đến trung ương rồi, từ ủy ban xã phường đến tài nguyên môi trường, sở tài nguyên môi trường rồi đến bộ tài nguyên môi trường là cái quân chuyên trách để quản lý cái việc đó rồi. Thế còn thì ở đây thì khi mà thực hiện cái việc là quản lý đối với bất động sản là bất động sản nào đứng tên ai thì cái việc đầu tiên tôi cho rằng là phải
thực hiện cái thủ tục rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với toàn bộ các thửa đất mà do tổ chức cá nhân sử dụng, phải cấp giấy chứng nhận toàn bộ. Thứ hai nữa là chúng ta phải kiểm soát được câu chuyện là đứng tên hộ, đứng tên dùm, sẽ loại bỏ được cái chuyện đó thì sẽ quản lý được. Thứ ba nữa là những cái dữ liệu liên quan đến vấn đề tài nguyên môi trường, liên quan đến xác định là chủ sở hữu bất động sản, thì chúng ta có thể số hóa những dữ liệu đó để chúng ta có hệ thống dữ liệu về bất động sản. Và cái việc mà định danh là bất động sản này là của ai, nó rất quan trọng trong cái việc là, thứ nhất là trong vụ án hình sự, để truy tìm tài sản của bị can, bị cáo, để phong tỏa, để ngăn chặn tẩu tán. Thứ hai nữa là trong các cái vụ án dân sự hành chính liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì xác định bất động sản là của ai để xác định trách nhiệm dân sự trong các vụ án dân sự, rồi là trong vụ án hành chính là rất quan trọng. Thì tôi cho rằng là cái việc quản lý, tăng cường quản lý về đất đai, về nhà ở và xác định là cái thửa đất đó, cái ngôi nhà đó là của ai là rất quan trọng. Nhưng mà cái việc quản lý như thế nào, quản lý theo cái phương thức nào, do cơ quan nào là cái vấn đề cần phải nghiên cứu tính toán và phải có lộ trình phù hợp để chuyển đổi số. Dạ vâng ạ. Một cách ngắn gọn thì theo ông thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Vâng ạ. Qua phần trao đổi của chúng ta thì chúng tôi cũng đã thấy được những cái phần thiết yếu để chúng ta có thể hướng cái lộ trình này đến một kế hoạch khả thi hơn qua những cái điểm mà luật sư đã đưa ra. Một lần nữa cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến đây thì bản tin chào buổi tối của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.